Hello cả nhà yêu. Đi mất 7 cây vườn. Hôm nay mới có vườn này, vườn có sóng. Đang ở trên tà số nha. Vẫn rất sai. Không biết là nên cơm cháo gì không. Không biết là mộc châu này ở các điểm có ấy không, có sai quả không nhỉ? Nhưng ở trên tà số vườn mận của mình rất sai luôn. Đâu rồi, không thấy ai. Cả nhà nha, nhìn mận, vườn mận nhà mình nha. Vườn mận này, đấy, quả đang. Cả nhà nhìn thấy quả không? Nhìn thấy quả không? Nó đang bé, nhìn thấy không rõ lắm đâu. Đang bé nó nhìn không rõ lắm. Em nhìn thấy quả không? Ừ. Sai thì rất là sai, nhưng mà không biết rồi là này. Toàn là quả. Đấy, cả nhà yêu ơi. Mình có 12 vườn mận nha, vì chỉ vì là không làm được đấy, không làm được nên là ai có nhu cầu nên làm vườn mình cho thầu nha. Thầu này rất sai, sai cực kỳ luôn, rất sai. Cả nhà nhìn thấy quả không? Cả nhà nhìn thấy quả không? Đẹp vậy. Ừ, sai quá còn không nhìn thấy. Ừ. À, nhìn thấy quả không nào? Nhìn thấy quả không? Đấy. Quả lắm. Rất dài. Tỉa còn gì nữa em? Tỉa bao nhiêu còn gì nữa? Tỉa lên gì nữa em? Như này thôi. Tỉa mà. Thấy nhiều á. Ừ, đấy. Đây này. Đây nhá. Đấy, mận này này. Có cả mận sớm nhá. Mận sớm nhá. Mận sớm nhá. Đấy. Quả từ gốc lên ngọn nhá. Cả nhà nhìn thấy sai không? Quả từ gốc lên ngọn. Mận mùa, mận sớm nhá. À, chị đang lên trên vườn mận nhà chị em ơi.